Sư thầy cho con hỏi, tại sao khi ngồi thiền con luôn thấy đau nhức và ngứa ngáy khó chịu? Làm cách nào để khắc phục? Bằng cách là tiếp tục theo dõi đối tượng hành thiền của mình. Ví dụ như quý vị đang theo dõi hơi thở thì tiếp tục theo dõi hơi thở, đừng để ý đến nó. Nó ngứa cứ để nó ngứa, nó đau cứ để nó đau. Tiếp tục theo dõi cái đối tượng thiền của mình. Còn nếu như quý vị đã biết cái phương pháp quán thân trên quán thọ trên thọ đó, thì quý vị có thể chuyển qua phương pháp quán thọ. Và nhớ, ngồi thiền là không phải là để hết đau, hết ngứa. Cho nên là mình đừng có trông chờ điều đó.